Chào các bạn nha. Thì bữa trước mình đã làm 14 câu rồi, mình làm tiếp tục câu số 15. Câu số 15 có nội dung như sau. Câu số 15. Hãy hiển thị những văn bản các bạn, những văn bản sao cho cái trang đầu tiên của mỗi cái trang là được bật chế độ có thể xem là side by side. Side by side là xem song song bạn, side by side là hai văn bản cùng lúc. Làm sao để bật chế độ lên xem cùng lúc bạn? Bạn sẽ vào View, chọn View Side by Side đó, bạn sẽ bấm lên thì bạn sẽ nhìn được hai tài liệu cùng chung một lúc. Thì cách này để cho bạn thì bạn kiểm tra coi mình viết sai hay đúng chỗ nào. Đó, thì hai cái văn bản mình được xem và đối chiếu một cách dễ dàng. Tiếp theo. Ý số 2, hãy thêm comment vào cái chữ là query, thêm comment là verify vào cái đề mục là type of sách and use. Thì mình sẽ theo kiếm đề mục của bạn, mình sẽ tìm đề mục đó. Đề mục đó đây, bạn chọn đề mục đây và mình thêm comment vào. Comment là mình chọn chỗ nào bạn, mình sẽ review review của bạn xem lại và chọn new comment. Ở đây bạn sẽ gõ từ yêu cầu của mình là verify, các bạn. Đó, từ chính xác là verify. Và các bạn lưu ý là không có ấn enter các bạn. Bạn sẽ đánh xong và lấy chuột chỗ khác là kết thúc lệnh. Lưu ý nha, làm gì là kết thúc lệnh. Các bạn mà ấn enter là chấm sai các bạn. Enter là verify thêm dấu enter. Đó, bạn lưu ý nha, không dùng ấn enter mà mình chỉ gõ verify và lấy chuột khác. Lưu ý là mình chữ V viết hoa bạn, các bạn không thường nha, viết đúng chính tả, viết chữ V viết hoa là nó chấm đúng. Lưu ý nha. Rồi, bài số 15 đã xong. Bài 15 này có nội dung là mình sẽ bật chế độ xem song song, quay side by side để tiết kiệm được màn hình nhân dân các bạn. Rồi, còn ý thứ hai là mình thêm một cái comment vào một cái đoạn văn bản ở trong trong đây mình có văn bản, mình sẽ đọc được, viết thêm comment vào. Rồi, đến đây là kết thúc rồi. Hẹn các bạn gặp ở câu số 16 nha. Chào các bạn.